Để vô thôi. Trong hoạt động nuôi tôm thương phẩm, con tôm giống là yếu tố giữ vai trò quyết định việc thành công hay thất bại của người nuôi tôm. Do đó, việc lựa chọn con giống đúng quy cách, sạch bệnh, có sức đề kháng cao, kích thước đồng đều, đảm bảo sự phát triển nhanh vượt trội phải được quan tâm hàng đầu.